thật. Đôi khi mong cùng một giấc thức giấc trong một giờ. Mọi người đang làm gì vậy? Đang ca. Đang hát cho anh à? Đang chuẩn bị chương trình gì thế này? Đang chuẩn bị cho đám cưới của một ai đó trong này. Anh đoán đoán. Đám anh cưới. Đoán đám cưới. Sarah. Chuẩn luôn. Sarah. Chuẩn luôn. Chồng em đâu ạ? Không quan trọng. Đám cưới cứ chuẩn bị đã. Rồi sau đó mình kiếm chú rể sau. Này, cha mẹ đặt đâu có ngồi đấy. Rồi. Em phải cưới. Rồi. Trước khi chúng tôi cãi nhau tiếp, tôi giới thiệu Salim đến từ Palestine. Xin chào các bạn và khán giả. Lương Vũ đến từ Mỹ. Và đây là CJ đến từ Nigeria. Hang Sara đến từ Hàn Quốc. Cô em tiếp theo Lily đến từ Nga. Xin chào ạ. Và cuối cùng đó là Mikachu xinh đẹp đến từ Pháp. Bonsoir. Mikachu. Mikachu. Và đây là gia đình nhập gia tùy tục. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi sẽ lên sóng thường xuyên lúc 20:30 trên VTV3 thứ 6 hàng tuần. Và quý vị thân mến, với chủ đề ngày hôm nay, khi các thành viên trong gia đình cãi nhau khá nhiều về việc là nên cho Han Sara lấy chồng hay không, thì chúng tôi quyết định sẽ chia đôi gia đình theo hai hướng. Đó là những người có gia đình rồi thì một phía, và những người có nguy cơ lập gia đình. Nguy cơ cơ? Thì cứ coi là thế đi. Thì chúng ta là cho một bên, được chưa? Ok. Vâng, thưa quý vị, vì đã là chủ đề hôn nhân thì chắc chắn là phải có một thành phần rất quan trọng, đó là thành phần mai mối. Và hôm nay chúng ta sẽ mời ai để làm người mai mối? Đó chính là siêu mẫu Hà Anh. Em bán sầu riêng chứ tình duyên em không bán. Ôi trời ơi. Thì dây nhìn em e thèn. Em e thèn trả lời rồi đưa anh vào giường sầu riêng chín gió thổi. Tóc em bay như con bướm trắng lừa. Hay quá. Thì dây ơi, mặc dù em biết là anh yêu em. Em biết là anh yêu em. Nhưng mà I'm sorry. Gió ơi. Oh my god. Ồ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà sao em mời nhiều khách vậy? Đâu phải khách đâu anh, tượng em mới mua về đó. Oh my god. Gió ơi. Hả? Gió ơi. Sao anh chửi em? Anh chửi em gì đó? Mới chửi gió hơi rõ ràng. Anh không có nói là gió hơi. Cái đó là oh, my wife. Vợ ơi nha, vợ dạ, ơi. Dạ đúng rồi, gió hơi. Ủa mà em thắc mắc hoài à, anh về Việt Nam, anh sống ở Việt Nam được mười mấy năm rồi, tại sao mà anh cứ nói đớt hoài à? Ờ, anh muốn giữ gìn bản sắc dân tộc của anh. Ủa vậy hả? Nói chung là anh nói như vậy thôi là cố gắng lắm rồi, em hiểu không? Dạ, hôm nay là cái ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai đứa mình á. Anh có những cái món quà đây muốn gửi tặng cho em á. Sập sàn chị ơi, sập sàn. Em có phải là cổ phiếu đâu mà muốn sập sàn. Để em đoán nha. Cành hoa hồng. Hoa hồng à? Dạ. Không không, anh muốn cái gì nó to bự hơn. Dạ. To bự hơn à? Em biết là Việt Nam ham to mà. Không phải một cành hoa hồng. Dạ. Như vậy là 10 cành hoa hồng. Không, 10 cành hoa hồng nó cũng chẳng to lắm đâu em. Cái này không phải là một bó mà nó là một cây luôn á. Một cây hả? Vâng. Một cây vàng. Không phải một cây vàng. Nó là cây gì? Đó là một cây. Cây chổi. Ồ, gió hơi. Tại vì anh tặng món quà này anh có một ý nghĩa, đó là em là sao chổi của đời anh đó. Em là sao chổi của đời anh đó. Chồng tay mà nó tặng.
thiệt chứ, nó tặng xong muốn quét ra đường ghê á. Ủa em không thích hả? Em thích chứ, nhưng mà cây này em sẽ để hả? Đánh, 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 đánh. No, Celine, this is my husband. Yeah. No. Husband gì? Yeah, chồng em. Em sẽ dùng cây chổi này để em quét nhà mỗi ngày cho chồng thích nha. Dạ, anh nghĩ là em thích mà. Dạ. Còn món quà tiếp theo nữa. Cái này nha. Em có đoán được là gì không? Lãng mạn không anh? À, nó rất là lãng mạn, nó cũng rất là gần gũi và thực tế với em luôn á. Ở nhà em bận đồ này không à. Có khi nào bây giờ anh tặng cho em một cái bikini hay là một cái đồ ngủ? Đồ ngủ? Oh my god. Oh my god, so sexy. Anh muốn em tự khui cái bất ngờ này ra. Anh nghĩ là em sẽ rất thích luôn đó. Đúng rồi, nó là vải nè, nó là vải. Đúng không, em sẽ rất thích luôn. Chắc chắn sẽ là nó một cái đầm. Nó rất là gần gũi với em luôn. Một cái đầm voan siêu. Ta-da. Em thích không? Ủa, tại sao nó chỉ là một tấm vải thôi hả nè? Em ơi, cái này không phải là tấm vải bình thường đâu. Chứ nó là gì hả? Cái tấm vải đa năng. Cái này là em có thể nè, vừa lau nhà được nè. Đó, xong rồi em mỗi lần em không lau nhà nữa thì em lau bàn. Lau bàn không được thì em lau ghế. Còn nếu mà em thấy cảm giác nó rần rần trong người thì em có thể tạo ra những cái không gian nó thực kỳ là sexy. Hey! Ôi trời. Em hiểu rồi, chồng em rất tâm lý mọi người đừng có bàng hoàng, mọi người không phải như vậy đâu. Chồng em rất hiểu em đúng không? Yeah. Hai món này là thử thôi. Cái món kia mới thiệt đúng không? Món này mới okay, thiệt. Ok, em không thích cái này thì em cứ mở cái cuối cùng đi. Ơ cái này rất là nặng em nha. Nó giá trị không anh? Cực kỳ giá trị luôn. Nãy giờ là hai kia hơi bị thất vọng nhẹ. Cái này là giá trị. Trời, viên kim cương gì bự dữ vậy? Oh my god. Anh nghĩ cái viên kim cương nó không có so sánh được bằng cái ý nghĩa của món quà này đâu. Phải không? Nó rất là ý nghĩa với em luôn. Dạ em không thử nha. À, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nặng quá. Mọi người đoán nó là cái gì? Nặng quá. Nặng quá. Hả? Có lẽ nó là gió. No! My god. Máy hút bụi. Dạ. Yeah. Tại vì anh thấy là lúc nào em cũng ở nhà, cũng ở trong bếp, cũng lo chuyện gia đình. Và thường thì những người phụ nữ Á Đông như em á, thì anh nghĩ đây là những cái món quà rất là phù hợp. Em không thích. Why? Tại sao anh cứ tối ngày anh cứ tặng những cái món đồ gia dụng cho em? Lúc nào anh cứ mặc định em phải là người phụ nữ ở nhà, lau dọn nhà cửa cho anh đi làm. Ồ, nhưng mà anh đi làm thì em ở nhà thì nói chung là một người ở ngoài, một người trong nhà. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường, anh nghĩ là em thích chứ. Anh đâu có làm cái gì sai đâu. Cái đó là anh nghĩ em thích. Nhưng có bao giờ anh hỏi sở thích của em là gì chưa? Ồ thì... Anh sao vậy chồng ơi? Không lẽ anh sai à? Trời, không lẽ em sai trong vụ này hả anh? Kỷ niệm ngày cưới ít nhất là phải một bông hồng hay là một cái bữa tiệc gì nho nhỏ thôi cũng được. Tại sao lại là những món đồ này trong ngôi nhà này thôi nè? Thôi bây giờ cái câu chuyện này là để những người hàng xóm của em giải quyết cho chúng ta đi, ok? Chồng chị một ngày nọ tự nhiên đem về tặng chị những cái món đồ là đồ gia dụng thì chị sẽ phản ứng như nào? Người tặng thì chắc là chị phải tặng cho ông xã. Nhưng em đã bao giờ tặng chưa? Những món đồ đấy thì em nghĩ là những món đồ thiết yếu cho nên là tặng mình thì nó không lãng mạn. Vâng. Ông xã em là một người rất là khó tính, khó chiều. Cái gu của ông ý như là với cả chị không hợp với nhau. Bây giờ tặng khó lắm, toàn đi chơi thôi. Một chiến thuật của Hà Anh rất hay. Cô ấy cố tình chọn một gu thời trang không hợp với chồng, đâu có chồng khó chịu, sau đó là không phải tặng nữa. Phải tặng. Quá ngon, thế bà Mai là phải như thế chứ. Chúng ta phải quay trở lại cái phần tiểu phẩm vừa rồi. Thực ra tôi tin là cái bà vợ khi mà chưa cưới là đã nhận được nhiều món quà rất lãng mạn, đúng không? Hình như cũng nói đến hoa hồng rồi, bữa tiệc nhỏ nhỏ, bữa tiệc nho nhỏ, giống như Hà Anh nói là đi chơi đấy. Thế nhưng mà sau khi mà lấy chồng xong, hình như là cái trạng thái của cô ấy đã thay đổi. Nên là ông chồng nhìn nhận như vậy, ông chồng chỉ tặng toàn đồ gia dụng thôi.
tất nhiên là tiểu phẩm thì chúng ta làm quá nó lên. Vâng. Nhưng cũng không phải là không có ở trong rất nhiều các mối quan hệ hôn nhân. Có những việc là dứt khoát không phải là việc của vợ. Chị là người làm trong sự sáng tạo. Chị bảo là các công việc nhà giết chết sự sáng tạo trong đầu tôi, cho nên là tôi không muốn làm. Cho nên là đấy, anh mà muốn yêu tôi thì anh phải thuê người, còn nếu không anh thích thì anh làm. Và anh làm anh đừng có cầu nhau ha, đừng không phải làm xong vừa hút bụi, vừa kêu ca, vừa đá thúng đụng nia không. Sao không thuê một người giúp việc làm việc đó? Dĩ nhiên là có người giúp việc, nhưng mà ý chị nói là nếu như trong trường hợp là không có người giúp việc hoặc không có nghỉ, hoặc là mặc dù người ta dọn rồi nhưng mà trong giữa tuần mình vẫn có những cái mà mình muốn làm thì anh thích thì anh tự giặt, còn nếu không thì để chờ người. Đây không gọi là chị đang bắt nạt chồng đúng không? Cái đó không phải là bắt nạt chồng, cái đó là rất là thẳng thắn từ ban đầu. Nói chung là đã không muốn làm thì phải có giải pháp. Phải có giải pháp. Một là có tiền sao? Hay là phải tìm phải cách chia thôi. Mà việc gì phải là một trong hai người làm? Nó rất là tại sao không thuê giúp việc mà làm? Trời ơi! Nên là không. Đi làm kia làm cái gì? Để có tiền để mình comfortable. Thế nếu giả sử em lấy một ông chồng người Bắc, ví dụ như anh chẳng hạn, có vẻ hơi có chút gia trưởng, thì có lẽ cũng khó à? Em quan niệm rất là rõ ràng là mỗi người nên phát huy cái mặt mạnh của mình, đúng không? Ai có điểm gì mạnh thì phát huy điểm đó. Ví dụ mình nấu ăn ngon, mình không giỏi về cái việc dọn dẹp thì là chồng sẽ giúp, và ngược lại. Bình Luân có một cái học viên rất là đáng yêu. Cô bé này thì rất là giỏi công việc, cũng làm ngành truyền thông. Nhưng mà đến khi mà làm việc nhà là rất là dở luôn. Đến nỗi mà nấu dở quá, chồng kêu thôi đừng nấu, để chồng nấu cho. Nhưng mà ba má ngoài Bắc thì cực kỳ không thích điều này. Nên là mỗi lần ở nhà ở Sài Gòn thì thường chồng sẽ nấu. Nhưng mà mỗi lần mẹ được gọi FaceTime, vợ phải nhảy vào giả đò đang nấu. Rồi chồng sẽ quay, mẹ ơi, vợ con đang nấu này ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Rồi cuối cùng á, bỏ cái điện thoại xuống, rồi dục chạo đi, rồi chồng quay lại nấu. Tại vì rõ ràng vợ không thích làm việc, vợ không thích nấu những cái thứ đó, vợ thích kiếm tiền, chồng thì thích ở nhà hơn. Nhưng mà mỗi lần ra ngoài Bắc thì đều phải ngồi, phải rửa chén, phải giống như là diễn cho gia đình xem tại sao mình phải diễn như thế. Đúng rồi, bạn nói đúng. Thậm chí là con ở trong gia đình thôi, mà nếu như mà không thức dậy sớm, không làm những cái việc nội trợ hay là ngày lễ Tết thì chắc chắn sẽ bị bởi chê vì chắc. Em nghĩ là miền Bắc vẫn giữ gìn văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà đó là một văn hóa em nghĩ nó là đẹp, thì mình đang cố để theo phương Tây và mất đi cái gốc gọi là văn hóa Á Đông của mình. Nhưng mà sorry, thôi phải nói sẽ không đồng ý. Em thấy mọi người bây giờ ngày càng mất gốc của mình chứ? Có rất là nhiều người phụ nữ không thích rửa bát, không thích rửa chén. Nhưng mà bởi vì lời của tất cả những người xung quanh sẽ nói thì họ buộc phải làm. Nhưng mà đâu phải luôn luôn là bị bắt đâu. Mọi người đang nói ở đây không phải là văn hóa của Á Đông xấu, hoặc là văn hóa của Á Đông mọi người không muốn theo, mọi người rất là tôn trọng cái văn hóa cũ đó. Nhưng mà cũ? Tại sao là cũ? Tại vì văn hóa hiện tại thì nó thay đổi khá là nhiều. Tại sao các bạn hâm mộ và ngưỡng mộ văn hóa châu Á, châu Âu hay là ngưỡng mộ và nghe là đây là văn hóa cũ mà nghe nó rất là tiêu cực về cái văn hóa cũ? Đây không phải là hâm mộ hay là kiểu dân muốn muốn xóa bỏ nó và theo phương Tây và theo châu Âu mà. Salim, đây có thể nói rõ ràng chắc chắn văn hóa cách đây 1.000 năm nó sẽ khác với văn hóa cách đây 200 năm. Không có cái gì là mãi mãi. Tính cách con người cũng thay đổi, cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi, những cái món ăn mọi người ăn cũng thay đổi, văn hóa cũng như vậy, nó sẽ thay đổi, nó sẽ hòa nhập. Tôi rất là đồng ý, nhưng mà gia trưởng con người đo bằng văn hóa của họ. Chúng ta có văn hóa lâu đời thì mình gọi là giữ gìn văn hóa đó một cách hiện đại. Thí dụ như Salim sẽ giữ gìn cái gì trong văn hóa đó, có nghĩa là người phụ nữ họ có thể đi làm, có thể kiếm tiền, nhưng buộc lòng ít nhiều họ vẫn phải nhúng tay vào bếp, đúng không? Phụ nữ và đàn ông không bao giờ giống nhau. Khi nào bầu trời xuống trời đất và trời đất lên bầu trời thì phụ nữ và đàn ông mới công bằng được. Không có gì giống nhau cả. Phụ nữ sinh ra đã. Ơi, để Mika nói chuyện một chút. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có được không? Mika chưa nói chuyện. Nhưng mà Salim nói ý cái này. Mika chỉ muốn nói chuyện một chút xíu về nước Pháp. Ok, thì thôi. Tại vì Mika muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm nước Pháp. Tại vì ở Pháp, nếu người ta nghe Salim nói phụ nữ và đàn ông không giống nhau, nhiều phụ nữ sẽ ghét anh luôn. Tại vì ở Pháp, tại vì không hiểu Salim muốn nói gì. Salim ơi, ở Pháp các bạn nữ muốn giống nhau với đàn ông, cho nên bình đẳng. Cho nên về cái chuyện lầu nhà, dọn dẹp nhà thì ở Pháp người ta rất quan tâm là người phụ nữ làm một phần thôi, nhưng mà đàn ông cũng phải làm, và nếu không làm thì người ta không đồng ý.
Salim muốn khẳng định một điều là phụ nữ sinh ra đã bị thiệt. Khi mà phụ nữ phải vừa là chịu khó về việc phải mang bầu trinh tháng thì đó là một cái áp lực rất lớn và một cái sự mệt mỏi. Cho nên nếu như mà phụ nữ là đi làm một công việc nặng nề để kiếm tiền ấy và để nuôi gia đình ấy thì phụ nữ sẽ phải trải qua rất nhiều áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Nên Salim nghĩ rằng là đàn ông phải cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền. Những người phụ nữ mà có một người chồng không kiếm nhiều tiền, họ phải bị ép là phải đi làm, phải kiếm tiền kia. Đồng thời có những phụ nữ họ đi làm vì họ thích. Ở đây Salim ủng hộ việc người phụ nữ đi làm nhưng làm công việc nhẹ nhàng, về nhà sớm và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ví dụ lo cho con cái nữa, lo một bữa ăn. Nếu như mà đẻ con ở với một người giúp việc ấy, chưa chắc có thể truyền lại tình cảm cho nó được, chưa chắc đã có thể nó lo cho nó được. Salim đã xem rất nhiều video và xem rất nhiều trường hợp là người giúp việc đánh nó hay là cho nó thuốc ngủ, cho nó ngủ cả ngày đến khi nào mẹ nó về. Đây khỏe rồi. Bạn có những cái điều bạn muốn nhưng mà bạn đang trộn nó rất nhiều những cái vấn đề vào với nhau cho nên nó đi quá xa. Đầu tiên là Salim nói rằng là tại sao bọn mình cứ phải theo một cái phương Tây mà không giữ gìn những cái cũ. Thứ nhất, bản chất truyền thống của Việt Nam mọi người cũng cố gắng bỏ đi, đó là sự phong kiến. Phong kiến là khi mà có vua, chúa, king và người slave rồi các thứ. Là không được phép đi học này. Là không những là chỉ riêng Việt Nam mà là cả thế giới cả đang thế muốn giới. Loại okay. bỏ điều đó. Đồng ý. Đưa cho người phụ nữ những cái trân trọng giá trị về truyền thống tốt. Hành đồng ý điểm này. Nhưng mà chúng ta không bao giờ lấy excuse là lý do là đây là truyền thống để áp đặt. Áp đặt ở đây là một cách không tự nguyện. Xã hội hiện đại là gì? Chúng ta tôn trọng những cái giá trị tinh thần, đúng không? Giá trị truyền thống, những cái mà như là bạn nói, đừng có đặt quá nhiều áp lực lên người phụ nữ. Bởi một cái hành động là Hà Anh không muốn giặt quần áo không có nghĩa rằng là Hà Anh là một người mẹ tồi, không có nghĩa rằng là Hà Anh phải giới hạn bản thân mình trong công việc của mình, không có nghĩa rằng là Hà Anh không biết nấu ăn. Vì vậy cho nên là chúng ta phân công công việc cho những người khác làm tốt hơn. Ví dụ chúng ta có tiền chúng ta sẽ thuê người. Chúng ta có tiền, chúng ta sẽ mua công cụ để giúp cho công việc dọn dẹp tốt hơn. Bàn thảo được với nhau thì người chồng có thể là về nhà giúp đỡ vợ. Trong lúc là vợ chăm sóc cho con thì mình phơi quần áo. Cái đó Salim đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Đúng rồi, tại vì theo văn hóa Nga ấy, tức là đàn ông sẽ là người đi kiếm tiền, người đi làm. Thì người phụ nữ cũng tất nhiên là sẽ có lựa chọn là có thể đi làm những cái một cái việc nhẹ nhàng hơn như Salim vừa nói. Và đồng thời sẽ là người nấu ăn, rồi là làm việc nhà. Và đặc biệt là ở Nga có một câu là con đường đến trái tim của đàn ông là qua đường ruột dạ dày. Em phải hiểu là đây không phải là chỉ là ở văn hóa Nga, Anh cũng vậy, Mỹ cũng vậy, tất cả các đất nước trên thế giới đều trải qua những cái giai đoạn. Ngày xưa với lịch sử của chúng ta, history là người đàn ông sẽ đi ra chiến trận, người phụ nữ ở nhà và chăm con, cho nên là nó hình thành trong đầu của chúng ta là người đàn ông sẽ đi ra ngoài làm những cái việc lớn lao để thay đổi thế giới và người phụ nữ ở nhà chăm sóc bản thân. Nãy Salim nói một điều mà Luân cực kỳ không đồng ý là ở Việt Nam khi mà thay đổi cái phong cách của mình mà đang tây hóa. Chính bà ngoại của Luân hồi xưa là sinh vào cái năm 1950 mấy, thì cái thời đó là bà ngoại rất là muốn học đại học, rất là muốn đi làm. Và chính là vì ông cố cấm mà bắt bà ngoại không có được đi làm, không được đi học mà phải lấy chồng, phải ở nhà chăm con, làm việc nhà, phải học may đồ, phải học nấu ăn, làm không giỏi là mày không có chồng. Nên là bà ngoại bỏ nhà để ra ngoài tự đi làm mà ông ngoại cấm điều đó, chạy theo, cấm luôn, lấy hết tiền của bà ngoại không cho. Nên bà ngoại phải sao? 18 tuổi ra ngoài lấy chồng. Mà ông này lại đánh bà ngoại rất nhiều. Thì thật ra là chia sẻ nha, bên Mỹ cũng mới đây là phụ nữ được đi làm. Đúng vậy. Đây không phải là tây hóa. Đúng vậy. Đó gọi là hiện đại hóa. Nói về vấn đề là tại sao rồi cái việc phụ nữ làm việc nhà lại là tích cực. Em có một câu chuyện, tức là em biết một cặp đôi và phụ nữ đấy không làm việc nhà. Và chuyện đấy xảy ra rất là kinh khủng, là người chồng đấy bắt đầu kiểu luôn luôn đi về nhà, cảm thấy bừa bộn này, rồi là không ai làm việc nhà này, xong rồi là không ai nấu ăn này. Thế là thậm chí là gây ra đến cái việc là đánh vợ. Mà trong khi trước đấy rất là yêu thương vợ. Không bao giờ cho lấy giờ đánh vợ đâu. Vũ phu không có cơ. Ông đấy lấy vợ để phục vụ ông ấy chứ không phải là... Vũ phu là vấn đề về tâm lý của đàn ông đó, chứ không phải là vì phụ nữ đó không dọn dẹp. Bây giờ mình vote đi, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn quan điểm của mỗi người. Chị Hà Anh cũng sẽ vote nha. Đang lúc hăng như này chúng ta phải vote luôn xem theo quan điểm của mọi người như nào. Phụ nữ nên là người làm việc nhà, thì mọi người đồng ý hay không đồng ý?
nên tham gia việc nào nhà thì mình đồng ý. Đợi lập gia đình rồi thì bảo là nên. Em là một người đàn ông có một cái sự gọi là mạnh mẽ rất cao, và em sẽ cố hết sức, em không muốn cho phụ nữ của mình vất vả. Em khuyên là làm việc nhà chỉ đơn giản bởi vì nó nhẹ nhàng. Hiện tại ở bên Palestine, đàn ông chỉ muốn lấy vợ có công việc, muốn lấy vợ là giáo viên hay là y tá cái gì đó, để đỡ đàn ông. Đàn ông áp lực lắm. Ông bà chúng ta ngày xưa là đều săn mắt và hái lượm. Vì là phụ nữ thì còn ở nhà có thể cho con bú thì làm sao mà có thể đi săn bắt được. Thứ hai nữa là đàn ông sinh ra đã là cái bộ máy để dùng để chiến tranh rồi. Cơ vai rồi cơ tay rồi ném lao ném đá rồi đuổi bắt. Đại khái đàn ông bao giờ cũng phải làm cái việc khó khăn nguy hiểm hơn. Thế vô tình dần dần nó tạo ra thành một cái ranh giới về việc là phân công công việc. Nhưng không có nghĩa là những người kia không làm được việc của người còn lại. Đúng rồi, em công nhận gì đó. Anh nói thật luôn là chỉ trừ cho con bú theo cách tự nhiên anh không làm được. Còn lại là chăm một đứa bé như nào thì anh cùng với vợ anh khi thằng con trai đầu tiên của anh ra đời là hai vợ chồng là cùng chăm. Mà nhá, vợ mình vắt sữa là vợ mình bị cái máy hút sữa nó hút rồi, nhưng mà mình lại còn nằm cạnh cái máy hút sữa đấy. Cái tiếng máy hút sữa nó còn tra tấn kinh hơn là bị hút sữa. Đúng rồi, khó chịu thật, khó chịu thật. Nhà nó cứ để ngay bên tai này luôn. Nhưng mà khó chịu thật. Salim, máy hút sữa còn kinh hơn cả làm việc nhà. Anh nói tiếp luôn nhá. Salim mà nói là việc nhà là nhẹ nhàng là có lẽ Salim chưa làm việc nhà đủ nhiều. À, em làm hết mà. Những cái việc rất lặt vặt, anh nhìn vợ anh làm việc nhà một ngày là thấy ù đầu ù tai luôn. Đi chợ từ sáng sớm phải nghĩ xem trưa nên gì, tối nên gì, ngày mai có ăn trùng cái món hôm trước không. Anh cũng phải chen được vào làm được cái gì thì làm thôi. Nhưng việc nhà là những việc không tên, được định nghĩa chung là việc nhà. Nhưng nó cực kỳ nhiều những cái phức tạp trong đấy. Phải khẳng định một điều là không phải khi không mà ngày xưa ông bà Việt Nam ấy nói một câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hay, ngon. Có thể cả hai đều kiếm được tiền để có thể xây nhà, anh đồng tình. Nhưng hay, đúng là xây đúng. Tổ ấm thì phải thực sự như anh trải nghiệm cùng với lại cái cuộc sống của anh ấy thì rõ ràng phụ nữ tốt hơn. Anh nghĩ là phần này mình sẽ tranh luận tiếp sau nữa, nhưng mà đầu tiên phải cho một tràng pháo tay để cảm ơn cái sự tranh luận rất nhiệt tình của mọi người. Anh em mình vẫn là một nhà dù có hơi khác quan điểm một tí. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm thứ hai trong tập ngày hôm nay của Nhập Gia Tùy Tục. Xin mời. Rồi mọi người trật tự nha. Rồi bình tĩnh, hôm nay là bệnh viện hơi đông ha. Cho nên là ai có nhu cầu khám về tâm lý thì qua bên này, sinh lý thì ngồi bên đây nha. Tâm sinh lý ạ? Em có vấn đề cả hai thì sao? Tâm lý và sinh lý thì ra giữa ngồi. Ok, tôi tiếp liền gần đây. Ủa? Tại sao mà giờ này em chưa tới nữa? Rồi. Sorry. Bây giờ là cái người này là có hẹn trước rồi. Vậy thôi. Mình ngồi đợi chút xíu nha. Chào chị. Anh đợi tôi tí xíu. Hai vợ chồng cùng dẫn con tới mà giờ anh hẹn rồi anh không tới, tôi dẫn nó tới rồi giờ này tôi sắp bận, tôi có cuộc hẹn với khách hàng. Người ta chuẩn bị, người ta bơm kìa. Rồi sao bây giờ? Tức Alo. Chửi chồng xong chưa chị? Chào bác sĩ. Mình bắt đầu khám được chưa? Dạ khám gì ạ? Chị nói là hôm nay Dạ không phải tôi thưa bác sĩ. Tôi dẫn con tôi tới khám thưa bác sĩ. Vậy bé đâu chị? Nhưng mà bác sĩ hiểu biết không? Tôi rất là buồn. Bởi vì chuyện gia đình tôi dạo này vất vả lắm bác sĩ. Vất vả sao chị? Chồng tôi thì làm bất động sản, còn tôi thì làm lĩnh vực thẩm mỹ. Tôi làm lĩnh vực thẩm mỹ. Rất là bận rộn. What? Chị làm thẩm mỹ hả? Vâng, tôi làm thẩm mỹ. Là mình đại diện hình ảnh trước khi phẫu thuật đúng không chị? Không. Nói gì vậy? Tôi là giám đốc trung tâm thẩm mỹ. Mình giám đốc hả? Vâng. Cái trung tâm của mình tên gì để em biết đường em né? Giang Thanh Dương, ở ngay quận nhất. Giang Thanh Dương, đồng nghiệp rồi. Vâng. Chị là bên thẩm mỹ, còn em là chuyên bên tâm lý. Bất kể người nào có vấn đề về tâm lý cứ vô em là em giải quyết được hết. Bởi vì ngày hôm nay tôi mới đưa con tôi tới đây để bác sĩ khám giùm nha. Bác sĩ ráng giúp giùm tôi bận bé lắm. Bé đâu chị? Con à, qua ơi, vô đi con. Dạ. Dạ con chào cô, con chào chú. Trời, con chào chú, con chào em. Chào em, chào chị. Chào bác. Chào bên kia, chào bên kia. Dạ, chào các cô, các chú. Chào chú. Chào bác sĩ, chào bác sĩ cho mẹ. Chào bác sĩ. Con chào hết, con không chào bác sĩ. Dạ, chào bác. Rồi, qua đây ngồi đi con, qua đây ngồi. Dạ. Mẹ bận tí xíu mẹ. Bác sĩ nói chuyện với con. Ok, chị cứ để. Con tên gì nè? Dạ, con tên Hoa. Dễ thương quá, năm nay con mấy tuổi rồi? Dạ, con 8 tuổi. 8 tuổi rồi hả? Con ơi, rồi con đang gặp cái vấn đề gì? Ở trường bạn bắt nạt con hả? Dạ, không có. Không có hả? Cha mẹ ăn hiếp con hả? Dạ, không có. Không có luôn hả? Ủa, vậy con có cảm thấy vui không? Dạ, vui. Nó đâu có vấn đề gì đâu chị. Vấn đề nằm chỗ đó đó bác sĩ.
Trời ơi, mọi người hiểu cảm giác sinh ra một đứa con mà nó cười suốt. Sáng nó cười, tối nó cười, nó chạy nhảy tung tăng, nó cười cả một ngày. Nó không bao giờ biết khóc bác sĩ à. Không chị ơi, mình đẻ ra đứa con mà nó vui vẻ, đó là cái phúc phần của mình chị. Đó, như vậy mình làm ăn mới lên được chứ. Không bác sĩ, ví dụ như đợt rồi đó, tai bay vạ gió tới nhà tôi, ba tôi mất. Trong đám tang mà nó cười không bác sĩ, bụng miệng không kịp bác sĩ ơi. Ủa sao vậy con? Con dạ. Không khóc được hả con? Con không biết nữa. Không biết nữa hả? Sao kỳ không? Không sao đâu. Vô đây là tất cả mọi vấn đề là bác sĩ giải quyết được hết. Dạ. Con là con nít nè. Vô bệnh viện, nghe cái mùi bệnh viện, thấy bác sĩ thôi là con nít người ta là khóc re lên rồi đó. Nãy giờ con chưa kịp khóc đúng không? Dạ. Bác sĩ có cây kim nè. Bự lắm. Cây kim bự lắm. Chích đau lắm. Chích đau lắm. Chích một cái là khóc thét luôn, con sợ không? Cây kim bự chích đau lắm. Bự không? Cái này chích một cái là khóc thiệt luôn á. Gì vậy chị? Xin lỗi, công việc của tôi đây, nãy giờ điện nó không bắt máy, tôi xin lỗi. Ở đây là thời gian dành cho con mình. Dạ dạ dạ. Okay. Dạ. Sợ không con, sợ không? Alo alo, tôi nghe. Sợ không? Alo chích... tôi nghe mà. Con ơi, cây kim chứ không phải cây kẹo con. Không sợ hả? Không con sợ. Chích đau lắm á. Không con sợ. Chị ơi, tôi chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Không sao, không sao. Không sợ kim đúng không? Dạ không. Có cái khác. Đây. Gặp cái này là sợ liền. Con nít ra nó cái này là kẹp vô răng, giật cái bật là gãy cái răng luôn á. Sợ không? Khóc không, đi con. Con không sợ luôn. Kẹp đau lắm á. Chị đó coi, chị ơi, chị. Ủa rồi sao rồi bác sĩ? Nó không sợ kim, không sợ kim luôn chị. Đó, vấn đề nằm đó đó bác sĩ. Bác sĩ ráng giúp giùm vợ chồng tôi nha bác sĩ. Không, bây giờ là coi như là chơi cái tuyệt chiêu cuối luôn. Dạ, tuyệt chiêu cuối. Biện pháp mạnh luôn. Mà cái này là con chị không biết là nó có chịu đựng nổi không á. Tại vì những cái trường hợp kia là tôi chơi một cái là nó xỉu ngang luôn. Chết rồi vậy đó hả bác sĩ? Chị trấn ngang tâm lý con bé giùm nha. Con, ráng nha con. Dạ. Bình tĩnh nha, bác sĩ chơi mạnh lắm, ráng bình tĩnh nha. Con ơi. Dạ. Sợ chưa? Sợ chưa? Trời ơi, chơi kìa. Mẹ con xỉu rồi kìa. Khóc đi. Cắn mày giờ. Chị ơi, chạy. Con bé nó miếu rồi kìa, nó sắp khóc rồi kìa. Lấy điện thoại ra quay lại cái giây phút đầu tiên. Gì hả? Tiếng khóc đầu đời của em nó. Quay lại. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, khóc nè. Ngủ quá chú. Ủa nó khóc chỗ nào bác sĩ? Không, nãy thấy nó miếu miếu rồi ngáp chứ không có khóc hả? Có gì đâu mà khóc chú. Cái gì vậy trời, cái nào nó cũng không chịu khóc là sao? Bởi vì em mới tới đây gặp bác sĩ. Chứ mà bình thường em ở nhà em trị được thì em nói làm gì nữa thưa bác sĩ. Tôi xài hết cách rồi, còn có cách này là coi như là khuyến mãi đi ha. Con nít nó lì quá, cha mẹ nói không nghe, bác sĩ nói không nghe thì coi như là con coi phim không? Dạ. Coi nè, chú mở cái phim này cho coi. Cái gì vậy? Ủa nó khóc rồi kìa. Khóc được rồi. Đây này, bác sĩ mở phim này cho con coi. Con ơi. Ủa không, khóc được rồi, khóc được rồi. Ủa sao con khóc đi con, cái phim này là cái phim hài mà con. Cái phim này là ở nhà một mình, phim hài vui lắm. Nè. Mẹ coi, ở nhà một mình. Quay lên. Con sợ ở nhà một mình lắm. Ở nhà con bắt coi phim này, ở nhà một mình không có ba mẹ, sợ lắm, ba mẹ đi hoài à. Con sợ ở nhà một mình lắm, ba mẹ không muốn ở nhà một mình đâu. Không có muốn ở nhà một mình, sợ lắm mẹ. Xin cảm ơn tiểu phẩm của các bạn diễn viên, tiểu phẩm rất là xuất sắc. Ở đây có những ai từ lúc nhỏ đã không có nhiều thời gian mà bố mẹ dành cho mình phải ở với người giúp việc hay là với ông bà hay là một mình. Mọi người cảm thấy như thế nào lúc đấy? Thật ra là em nhỏ lớn là em chỉ có mẹ, tại vì ba em bỏ đi hồi nhỏ, mẹ đẻ ra lúc 15 tuổi thôi. Mà lúc đó thì mẹ phải biết vừa đi học vừa đi làm luôn.
nên là Luân lớn lên á là thật ra là ở nhà một mình. Sau đó là mẹ cưới một ông, ông Dượng, thì ông này lại không thích em, đến nỗi mà ông ấy sẽ bạo hành em, đánh em các kiểu. Đến khi bà ngoại em lại phát hiện ra, thì lúc đó bà ngoại đi báo cáo bên công an bên nước ngoài và họ đã cho em ở với ông bà. Thì em nhỏ lớn ở với ông bà, bà ngoại em là giám đốc công ty, ông ngoại em cũng là giám đốc công ty luôn. Hai người đi làm xuyên suốt. Nên là em nhỏ đến lớn thật ra là em ở với mẹ nuôi của em, là một người hàng xóm, một người Việt mà em cực kỳ thương mẹ của em. Mẹ của em là người Huế, rất đáng yêu. Và mỗi lần em cần bất kỳ gì, mẹ là cái người sẵn sàng giúp đỡ em. Đó là cái lý do chính tại sao em có tình thương cho Việt Nam. Tại vì em biết rằng là một người mẹ rất quan trọng trong cuộc sống của người Việt, kể cả người Tây luôn. Nhưng mà tại vì em không có cơ hội ở chung với mẹ thôi. Từ hồi nhỏ là ba mẹ em ly thân. Thành ra là ba là người chăm chị hai em và em. Còn mẹ thì vẫn ở Hàn nhưng mà ở một cái khu khá là xa. Đi taxi mất cũng phải 1 đến 2 tiếng. Từ nhỏ là em có nhiều thời gian với bố nhiều hơn. Thì là bố em là người vừa đi làm, vừa chăm con, vừa dạy con và lo lắng tất cả mọi thứ cho con. Ba em luôn luôn cố gắng dạy chị hai em và em một cách đúng đắn, vì rất là sợ cái việc là sau này ra đường cũng sẽ không ai có thể nói với hai đứa con là hai đứa lớn lên không có mẹ. Thì là em tự nhiên em nhớ là bình thường cuối tuần đó là ba em bắt, gọi là bắt chị hai em và em phải ra một cái công viên rất là lớn ở bên Hàn để đi trượt patin, đạp xe đạp các thứ và ăn uống vui chơi cùng với nhau. Thì hồi nhỏ em không biết gì hết, em chỉ nghĩ là tại sao chủ nhật thì sao mình không dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, là cứ phải đi vất vả nóng nắng như thế. Chính vì là ba em muốn dành thời gian cho em cũng như là chị hai em nhiều hơn, có nhiều kỷ niệm hơn. Đúng là những cái lúc đó là một cái kỷ niệm khá là lớn với em. Nên là bây giờ đến khi em quay lại Hàn thì em cũng vẫn đi thăm cái công viên đó. Thì em cảm thấy ba em rất là dũng cảm. Ba em rất là vất vả, là vừa kiếm tiền và vừa nuôi con. Ba em làm hết cả hai việc đó cùng lúc. Nên là em cảm thấy... Bố em là bác sĩ và bố em đi làm rất là vất vả, là hàng ngày cứ đi làm từ sáng đến tối. Và sau này thì khi mà mẹ em chuyển về Việt Nam và em đi theo mẹ em về Việt Nam thì em cũng không còn dành được thời gian với bố nữa. Nên là cái việc em hơi thiếu tốn tình cảm của gia đình. Và bây giờ lúc mà nhắc đến những cái chuyện này thì em xúc động. Mặc dù là em nhận được rất là nhiều tình cảm của bố, nhưng mà mỗi khi hồi em nhỏ, mỗi khi kiểu đi học xong là mấy bạn kiểu là cuối tuần này mình vừa mới đi chợ sáng sớm với mẹ, hoặc là mẹ dẫn đi mua đồ đẹp, mà mẹ dẫn đi làm cái này cái kia, thì em chui vô một góc em khóc. Tại vì em sẽ không bao giờ có được cái cảm giác đó. Các bạn cũng có một câu chuyện gia đình rất là thú vị mà nhạy cảm. Bố của Mika bị nghiện rượu, cho nên mẹ là người phải đi làm việc. 38 tuổi đi sống ở Pháp một mình, mặc dù không biết tiếng Pháp, và mẹ đang cố gắng nuôi gia đình, và em rất rất respect và yêu thương mẹ. Em thấy em rất là may mắn, tại vì em có một mẹ rất là mạnh mẽ, một mẹ rất là tốt. Em ở Việt Nam, bố ở Nga, mẹ ở Pháp. Em sẽ cố gắng lập một gia đình là tốt, lập một gia đình của bố, của mẹ, thì the next generation có thể, em Mika hy vọng thì các bạn cũng sẽ cố gắng như vậy. Tại vì ở đây nhiều bạn cũng tiêu bố mẹ, nhưng mà Mika hy vọng mình tất cả gia đình ở đây mình sẽ cố gắng lập gia đình cân bằng hơn ngày xưa, để vui, để sống vui hơn ngày xưa. Có những lúc mà em rất là mơ ước là mẹ em có thể biết được một cái sở thích của em là cái gì.
Mẹ em không biết là em thích ăn món gì, mẹ không biết là em thích đọc sách gì. Mẹ không bao giờ biết vì mẹ không bao giờ quan tâm để hỏi em. Nên là sẽ có những lúc mà em cảm thấy rất là thiếu thốn tình cảm từ gia đình, cả từ bố em luôn, ba em lơ em luôn. Đến khi mà ba em bị tai nạn giao thông bên Mỹ và ba em sắp chết thì bác sĩ đã gọi đến em. Chỉ có riêng em có quyền quyết định bên Mỹ thôi, tại vì em là con trai lớn nhất của ba. Em lại phải quyết định cuộc sống của ba em sẽ như thế nào, trong khi cả đời em bố có quan tâm đến em đâu. Nhưng mà em vẫn sẵn sàng, trong đó em đang ở Việt Nam, bay về Mỹ, đến tận bệnh viện em chăm sóc cho ba em. Mặc dù ba em là một người bỏ nhà nè, ngoại tình mẹ em nè, đánh em nè, em vẫn đến để chăm sóc cho ba của em. Vì đó chính là cái cách em muốn bố em đối xử với em, nên em phải như thế. Bố không thương em cũng phải thương bố. Mọi người có thấy là ở trong cái vở kịch vừa rồi á, tại sao người ta lại không đưa cái vai trò người phụ huynh đó là đàn ông? Mình thì thử đặt một cái câu hỏi thôi, tại sao cả hai người đều bận nhưng cái người xuất hiện lại là phụ nữ? Đối với Hà Anh là những cái giờ phút mà con nó lớn lên, nó trôi qua nó không lấy lại được. Đối với Hà Anh là con và gia đình là số 1. Bản thân Hà Anh trong giới giải trí, mình có mất nhiều cơ hội khi có con không? Có. Có những cái chương trình truyền hình thực tế mời mình phải từ chối. Bởi vì mình thấy rằng là nếu mà mình đi một ngày quay 10 tiếng mà con mình mới có mấy tháng tuổi thì nó quá sức chịu đựng của con. Mình cũng không chịu được vì mình nhớ, mình chăm nó và con nó cũng bị thiếu đi mình. Thế cho nên là có mất đi cơ hội không? Có. Nhưng mà đâu là điểm dừng? Bao nhiêu tiền là điểm dừng? Thì trong một buổi Hà Anh trò chuyện, khi mà anh host và nói chuyện với các anh David Beckham và Victoria Beckham, là hai là powerhouse của trên thế giới, thì Hà Anh chia sẻ là thế làm sao mà anh chị có thể cân bằng được cuộc sống để có thể dành thời gian cho gia đình và cho con cái. Bởi vì chính Hà Anh lúc đó, thời điểm là bé con của mình cũng mấy tháng tuổi, và mình cũng bị face cái câu hỏi này. Vì mình có rất nhiều cơ hội đi ra nước ngoài làm các thứ, nhưng mà mình cảm thấy là không nỡ đi xa con. Thì anh ấy có nói rằng là mình phải cho con mình thấy rằng là bố mẹ mình là những người có ích, những người có lao động, và thỉnh thoảng phải rời xa nó là it's okay. Vì con hoàn toàn có thể là độc lập và nhìn thấy bố mẹ nó là những con người có ích, làm việc chứ không phải là chỉ ngồi để thoát phân tiêu tiền hay là enjoy cuộc sống. Nhưng mà nó 2 tuổi bỏ nó, tụi làm như thế nào? 3 tuổi tụi làm như thế nào? Đây là người có kinh nghiệm rồi, tôi đã từng làm rồi ông ạ. Con tôi nó cực kỳ tự lập. Nó mới 19 tháng thôi, nó cực kỳ tự lập. Trộm vía, nhỡ mà có vấn đề xảy ra cho con anh, trong khi anh không ở nhà là anh sẽ hồi tiếc cả đời ấy. Đi làm là một cái giá trị, là một cái đào tạo cho đứa con mình để hiểu cái điều đó. Nhưng khi chúng tôi quay trở về với gia đình, chúng tôi là một solid unit. Tôi dành thời gian nấu ăn cho con, chơi với con, làm những cái thứ với con. Thì Hà Anh thấy rằng ở đây là một cái cách nhìn rất là hay. Vì họ là một cái ngôi sao đến tầm cỡ quốc tế, họ suy nghĩ được như thế này thì mình cũng phải, trong cái khía cạnh của mình cũng sống làm sao mà mình có thể hết mình hết cho con được, mà không nhất thiết là mình phải từ bỏ tất cả sự nghiệp để ở nhà để chăm con. Sau khi mà nghe chị Hà Anh nói cái ý là mình cũng phải để cho con cái mình nhìn thấy mình làm việc, thì khi mà nhìn lại bố mẹ em công nhận là em cũng là một đứa thiếu tình cảm từ mẹ. Đôi khi những cái chuyện mà về dậy thì, giới tính, xu hướng tính dục em không chia sẻ được với mẹ, em thấy xa cách dần. Tuy nhiên em rất là khâm phục mẹ. Dustin vẫn nhìn thấy mẹ là một cái người mà mình thần tượng luôn, mặc dù mình xa cách lắm. Cho nên là không sao cả, ai cũng sẽ có những cái thiếu thốn từ người mẹ hay người cha hay là cả hai. Có khi khó tin nhưng mà sự thật, đến năm 2016 số lượng từ vựng em nói chuyện với bố em không đến 50 từ. Nhưng mà chưa bao giờ em cảm thấy là bố em không yêu em hay là em không yêu bố. Chưa bao giờ em cảm thấy là em thiếu tình cảm của bố. Chưa bao giờ. Hồi xưa lúc còn bé, bố của CJ không hề có một đồng nào cả. Tức là rất là nghèo. Và CJ đi học một trường rất tốt luôn. Có nghĩa là bố đã không có tiền, nhưng mà bố vẫn cố gắng hết sức để kiếm đủ tiền để mà cho mình đi một trường tốt. Và bố chỉ mua đúng một đôi giày. 5 năm trời bố đi đúng cái đôi giày đấy. Và lý do tại sao CJ 18 tuổi đã ra khỏi nhà là bởi vì CJ thấy bố giỏi đến nỗi nào. Và bố đã là cảm hứng cho CJ. Và CJ quyết định là mình sẽ ra khỏi nhà, tự trả tiền đại học, right? Và mình cố gắng làm sao mà mình có thể như bố mình. Và bố mình đã là người dù là đã không dành nhiều thời gian với mình, tuy nhiên là em cực kỳ tôn trọng và cực kỳ yêu mến tất cả những gì mà bố đã dành cho mình.
Và thông qua cái câu chuyện này thì Dustin cũng chỉ mong muốn là ai làm cha làm mẹ, dù có cảm thấy một chút hối tiếc vì mình chưa làm đủ điều gì đó cho con mình á, thì cũng đừng lo. Bởi vì với tư cách là một người con, mình luôn luôn rất là tôn trọng và thần tượng bố mẹ. Dù bố mẹ có ở xa, không chăm sóc đủ, nhưng mình vẫn luôn rất là cảm ơn và tôn trọng và thần tượng bố mẹ. Cho nên các bố, ông bố bà mẹ đừng lo. Em để ý ở đây là ai cũng đang có một cái sự thiếu thốn hết, nhưng mà em đều nhận ra một cái, ai cũng rất quý những gì mà đang có, đúng không? Giống như là mẹ của em rất trẻ, nhưng mà mẹ em học được tới tận y tá. Mẹ đang làm tận y tá bên nước ngoài, em rất là vui. Mẹ em rất là giỏi và em rất là tự hào về mẹ của em. Mặc dù mẹ em đâu có biết gì em đâu, nhưng mà em rất là yêu. Nên là những gì mình đang có, mình phải quý nó. Tại vì gia đình mình không có được chọn, nên là mình có cái gì, mình phải cố gắng với cái đó thôi. Nhìn là đã đủ thấy là vấn đề gia đình là global, đúng không? Toàn cầu, không cần biết văn hóa nào. Và cái điều duy nhất chúng ta có thể làm, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nên chúng ta chỉ có thể làm được một điều là chúng ta thay đổi cái hiện tại và tương lai của chúng ta bằng cách là chúng ta là try to be a better person, một người tốt hơn này, một người bố, một người mẹ tốt hơn theo cách mà chúng ta có thể. Mỗi chúng ta một hoàn cảnh khác nhau, một cái background, một văn hóa khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng theo cái cách chúng ta có thể để chúng ta trở thành người tốt hơn cho con của mình. Hoàn toàn đồng ý. Em rất là thắc mắc là bây giờ cái cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay nó thật sự nó rất là đa chiều, rất là đầy đủ. Và nếu như bây giờ mà mình quay trở lại cái nhận định để vote á, thì em nghĩ là nó sẽ không còn giá trị vì... Anh cướp quyền đạo diễn, anh bảo phần này không cần okay. Vote. Nếu mà được chia sẻ thì anh nghĩ như này, thực ra là chúng ta đều là một sản phẩm của một gia đình. Ngày trước có một câu ca dao người ta tưởng là bị ngược, tức là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Thực ra câu đấy không ngược đâu. Khi chúng ta sinh ra con, đồng nghĩa là chúng ta đã được sinh ra để làm cha mẹ. Vì chưa có con thì thực ra chúng ta chưa phải là cha mẹ. Nên là không phải là người ta nghĩ tưởng ngược rằng là con cái thì sinh ra cha mẹ một cách vật lý, không phải đâu. Đây là về mặt hình ảnh. Thì đúng thật, con cái nó ra đời cái thì đồng nghĩa là mình được lên chức, mình thành cha mẹ. Cháu ra đời thì được lên là ông bà. Nên là ở một góc độ nào đấy thì rất nhiều lần hai vợ chồng anh cũng ngồi nói chuyện với con hoặc là tự nói với nhau rằng là con bắt đầu một cuộc sống mới thì mình thực ra cũng đang bắt đầu một cuộc đời mới. Cũng đừng cố gắng trở thành một ông bố bà mẹ hoàn hảo như trong sách hay là trong TV dạy. Hãy là chính mình tốt nhất, thì đấy là cách mà chúng ta dạy con cái để nó giống như mình tốt nhất. Đấy, tại vì dù sao nó là con mình cơ mà, không nó hoàn hảo quá nó thành con ai bất. Đấy là con người không có gì là đủ cả, mình luôn luôn mong muốn thêm thôi. Đôi khi là con anh nó có thể có hơi giống tính anh, nó có thể hơi quậy tí cũng được, không sao. Ừ, đúng rồi. Cũng có thể là từ đầu ý định của chương trình muốn đem ra một cái tiểu phẩm để nói lên sự khác biệt giữa nam và nữ, mối quan hệ giữa nam và nữ và người vợ, người chồng. Thì bây giờ nhìn rộng bức tranh ra mình thấy sự khác biệt đó không còn quan trọng nữa. Yeah. Mà quan trọng là cái kết quả của họ làm, họ cùng hợp tác với nhau như thế nào. Yes. Nó không còn là vai trò của giới tính nữa, đúng không ạ? Xin được cảm ơn siêu mẫu Hoa Anh đã đến để chia sẻ cùng với chúng ta. Xin được cảm ơn những cái phần mà chia sẻ về gia đình của các bạn rất là xúc động. Và đó là chương trình Nhập Gia Tùy Tục, một chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và thưa quý vị, có thể là chúng tôi đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều nền gia đình khác nhau, nhưng khi bàn về một chủ đề chung đó là gia đình thì tất cả cảm xúc của chúng tôi đều giống như nhau. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị cũng cảm nhận được điều đấy. Chương trình của chúng tôi sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Hy vọng là quý vị sẽ thường xuyên nhớ và theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.